Cạm bẫy thứ tư, gương xấu. Hạn từ gương xấu có nghĩa là một tảng đá, một chướng ngại, một vật cản làm con vấp phải, những lời nói hoặc những việc xúi dục kẻ khác làm mất lòng Chúa. Gương xấu là một tội khủng khiếp vì nó cướp khỏi tay Thiên Chúa những linh hồn Ngài đã dựng nên để được hưởng thiên đàng và đã cứu chuộc bằng giá máu quý trọng của Chúa Kitô. Nó giao nộp linh hồn vào tay ma quỷ để linh hồn bị quăng xuống hỏa ngục. Vì lý do đó, kẻ làm gương xấu có thể được gọi là tay sai của Satan. Khi ma quỷ thất bại không cám dỗ được một linh hồn, nó rảo quanh tìm kiếm một kẻ làm gương xấu để nó sẽ thành công tại nơi nó đã thất bại. Thật là một gánh tội kinh khủng đè nặng trên lương tâm của những kẻ làm gương xấu ở trường, trong gia đình, ngoài đường phố hoặc bất kể nơi nào. Trước mặt Thiên Chúa, sự nặng nề của tội lỗi mà chúng gây nên tỷ lệ với số người đã bị ảnh hưởng bởi gương xấu. Nhưng phải nói gì với những kẻ dạy người vô tội làm những chuyện xấu xa? Họ hãy lắng nghe lời của Chúa Cứu Thế chúng ta nói đây. Một hôm, Ngài cầm tay một em nhỏ rồi quay lại phía đám đông dân chúng đang nghe Ngài nói. Kẻ nào làm gương mù gương xấu cho một em nhỏ tin vào ta, thà cột khối đá vào cổ nó rồi quăng xuống biển để nó chết còn hơn. Khốn cho thế gian vì những gương xấu, hẳn không thể tránh khỏi gương xấu. Tuy nhiên, khốn cho kẻ nào làm gương mù gương xấu. Nếu gương xấu bị loại khỏi trần gian, sẽ có rất nhiều linh hồn được lên thiên đàng thay vì bị đày đọa vào hỏa ngục đời đời. Các con hãy gỡ mình khỏi cái khốn đốn này. Hãy mau tránh xa kẻ làm gương xấu. Hãy nhớ Thánh Đa-minh Savio không e ngại trách mắng các bạn của mình, đồng thời giật lấy các tờ sách báo xấu trong tay họ, xé đi rồi giục họ tránh xa những kẻ xúi làm điều xấu. Các con hãy làm theo gương Savio, hãy can đảm làm điều tốt như thánh nhân đã nêu gương cho các con. Như Savio, hãy nhận Chúa Giêsu và mẹ Maria là bạn của các con và bằng gương sáng, hãy cố gắng sửa lại những điều xấu mà những kẻ làm gương mù đã gieo vào tâm hồn của các con. Từ nay, trong câu chuyện, hãy nết na và xây dựng, đặc biệt làm gương sáng trong nhà thờ. Hãy vâng lời và kính trọng cha mẹ và những người dạy bảo các con. Sẽ có nhiều linh hồn nhờ gương tốt của các con mà được lên thiên đàng, và chính các con sẽ dẫn họ lên đó nữa. Vì chính Thánh Augustino quả quyết rằng bất cứ ai dù chỉ cứu được một linh hồn, chắc chắn mình cũng được cứu. Các con yêu quý, đây là những điều hệ trọng các con phải tránh nếu các con muốn có cuộc sống tốt lành và làm một Kitô hữu đạo hạnh.